Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay á mình có quay bà con xem về công tác mà chuẩn bị cho vụ 2019 về công tác mà phun thuốc chặn đọt tạo nụ cho cây bắp bút của chúng ta. Thì đây là đối với vườn của anh Thành ở huyện Cà Rông Nô, tỉnh Đắk Nông đây. Thì hôm nay mình đi quay vườn cho bà con xem và hướng dẫn anh về công tác là phun thuốc chặn đọt và bón phân như thế nào để cho chuẩn bị làm hoa cho vụ 2019. Thì đối với vườn bơ của anh á, thì cách đây khoảng cỡ 3 tháng á, thì mình có quay vườn bơ của anh là hướng dẫn tạo tán á. Lúc đó là vườn anh rất là sạch sẽ và không có cỏ. Vì so với vùng đất của anh á, hiện tại là vùng đất này là vùng đất ruộng, nên tại sao bà con nhìn trong vườn á, thấy rất là nhiều là cỏ. Thì cái cỏ này á, là mình bảo anh để vì lý do là trong thời gian mưa gần 3 tháng 10 ngày á, gần 100 ngày đó, thì tất nhiên lúc này là cái lượng nước sẽ không thoát kịp. Nên mình bảo anh là trong khi mưa dầm á, thì anh nên để cỏ đi. Nhưng mà ngược lại trong bồn chúng ta phải làm sạch cỏ nha, vì đã tránh tình trạng mà bị uống nước và nấm bệnh. Thì cái đó là cái vấn đề mà tùy vào vùng đất, tùy vào thổ nhưỡng và tùy vào khí hậu của từng khu vực mà mình hướng dẫn bà con nông dân của chúng ta có những phương án chăm sóc để cỏ như thế nào cho nó hiệu quả. Thì bà con nhìn đây, tất cả cái cây bơ của anh á, mình hướng dẫn anh làm cành rất là thông thoáng và sạch sẽ và đẹp, nhưng mà cây rất là thưa. Thì với cái bơ bút á, thật sự mình cũng nói rằng á, gần đây có rất nhiều phương án của nhiều bà con á, là đưa ra cái phương pháp mình làm sao để cho cây bơ chúng ta nó có nụ. Người thì xiết gốc, người thì khoanh vỏ, người thì buộc dây thun, người thì khoanh kẽm, người thì đào gốc. Thì nói chung là tất cả các phương án trên thì mỗi người, mỗi bà con có những phương án riêng của mình, cá nhân của mình. Thì thật sự mỗi nông dân có một cái phương án chăm sóc và cây bơ của mình khác nhau. Nhưng theo quan điểm cá nhân của mình á, thì mình chia sẻ thôi. Còn mỗi bà con làm theo phương án của bà con á, thì riêng của mỗi bà con. Thì cây bơ bút chúng ta không nên làm những cái gì tổn thương đến cây bơ bút, nhất là phần vỏ. Thì mục đích chính của bà con đều là làm tổn thương đến phần vỏ để cho cây bơ chúng ta nó tạo nụ ra và nở hoa. Thì cái này đó là cái điều tất nhiên mà cây bơ nào cũng phải tạo nụ nở hoa, cho dù bà con không can thiệp bất cứ một cái phương án nào để làm gây hại đến phần rễ của cây bơ. Thì qua clip này, vườn của anh Thành nè, thì mình nói lại á, là trong giai đoạn này là mình quay clip ngày 26 tháng 11 2018 á, là tất cả các vườn bơ tiến hành phun chặn đọt ở giai đoạn thứ nhất. Thì tùy vào vườn và tùy vào bơ mà chúng ta có những cái giai đoạn mà phun chặn đọt riêng khác nhau. Thì tùy vào khu vực, nhưng mà với cái clip mình quay này á, thì mình nhắc nhở hầu như là chung tất cả khu vực ở 5 tỉnh Tây Nguyên chúng ta tiến hành phun chặn đọt ở giai đoạn thứ nhất này. Thì hầu như ở tỉnh Gia Lai nè, Lâm Đồng nè, Bình Phước nè, Đắk Nông và Đắk Lắk á, thì chúng ta tiến hành phun giai đoạn chặn đọt thứ nhất này. Cái chặn đọt ở đây á, là mình nhắc nhở bà con á, để cho đọt không phát triển, để tránh tình trạng cây bơ chúng ta sẽ ra đọt không đều. Thì so với năm 2017 á, thì cái vấn đề mà phun thuốc chặn đọt á, mình nói bà con rất rõ về vấn đề này. Có nghĩa là để cho cây bơ chúng ta nó không phát đọt lẻ tẻ, cành này ra đọt, cành kia ra ngọn, cành này lá già, cành này có nụ, cành kia không có nụ. Bà con phun để tập trung dinh dưỡng vào đó, lá sẽ già và xanh đen hết đi, nó sẽ tạo nụ, tạo hoa. Thì lúc này dẫn đến tình trạng mà nở hoa và phân hóa mầm hoa sẽ đều hơn, thì khiến cho tỷ lệ đậu trái sẽ đều cây hơn. So với việc bà con không phun thuốc chặn đọt thì dẫn đến tình trạng cây chúng ta sẽ không đều. Vì cái lý do không đều đó nên bà con chăm sóc cây sẽ kém chất lượng hơn và tỷ lệ đậu trái sẽ bị kém hơn. Thì cái đó là mình nhắc nhở bà con. Thì mình cũng nhắc nhở chung với tất cả bà con á, là giai đoạn này giai đoạn phun thuốc chặn đọt giai đoạn 1 cho tất cả các vườn bơ chúng ta để tạo nụ phân hóa mầm hoa cho đều. Không phải bà con phun một lần là sẽ có nụ liền, nhưng mà tùy vào trường hợp. Lúc đó bà con phải bón phân dưới gốc cho mình trước khi phun chặn đọt, thời gian khoảng tầm 5 đến 7 ngày, có thể là 10 ngày. Đó là bà con bón vào tỷ lệ đạm, lăng, kali và canxi bo. Tùy vào vườn nha, có những vườn cây khỏe thì mình chỉ cho bón lăng và kali thôi, và canxi bo. Còn những vườn mà sau khi thu hoạch cây rất là cằn cỗi và thiếu dinh dưỡng á, thì bà con lại phun theo tỷ lệ khác. Thì tùy vào những cái thổ nhưỡng đất thì bà con có thể điện thoại cho mình tư vấn viên về cái vấn đề phân bón và cái phun thuốc chặn đọt chế độ như thế nào cho nó hợp lý. Thì clip này mình quay rất là thực tế, bà con xem về kiểm tra vườn của anh Thành ở huyện Cà Rông Nô, tỉnh Đắk Nông.
Thì vườn của anh là cành chồi rất là đẹp và thưa và đều hết, chỉ có vấn đề là làm hoa và ngọn nó đang đi hiện trạng này, không có đều cây. Thì mình quay thực tế cho con xem đó, có những cây á, là nó già đều xanh và đẹp như trên hình quay cho con xem, còn có những cây á, là ngọn nó còn lớp chớm lớp chớm. Thì với vùng đất ruộng của anh này á, thì anh trồng với gần 400 cây bơ bút, và vào năm thứ 3 thì năm này là năm kinh doanh đầu tiên, cũng là năm bói đầu tiên. Mình cũng hướng dẫn anh là đẻ cây rất ít trái thôi, không nên đẻ nhiều. Tuy rằng tán cây của anh rất là to và khỏe, nhưng mình vẫn khuyên anh là đẻ ít trái để cho năm tư, năm thứ năm cây sẽ khỏe hơn. Thì công tác quan trọng nhất ở giai đoạn này là công tác chặn đọt, làm cành, tạo tán đã thư thớt và dẫn đến tình trạng là làm hoa sẽ đều hơn so với những vườn bà con chúng ta không làm cành, không chăm sóc, phân bón thì tỷ lệ đậu trái sẽ rất kém. Vì theo một số quan điểm của bà con nông dân chúng ta, cứ để tự nhiên âm tùm mà con không phun thuốc gì hết, cũng không làm cành gì hết, thì thật sự mình cũng nói rằng là tỷ lệ đậu trái rất là kém. Thì sẽ có những ý kiến trái chiều đối ngược nhau và những phân tích khác nhau từ bà con. Thì đó là mỗi quan điểm của bà con khác nhau, như mình cũng nói ở rất nhiều clip rồi. Với mình, với trái cây thơm mùa lắc, mình chỉ quay và chia sẻ những vấn đề cần làm đối với vườn bơ của chúng ta và tùy vào giai đoạn, để bà con có thể nhìn vào cái video và những cái thông dụng và những cái kiến thức mình chia sẻ để bà con áp dụng vào vườn của mình, để cho vườn của bà con chúng ta đạt được năng suất tối ưu. Thì mình cũng nói lại là sẽ có rất nhiều và rất nhiều phương pháp và biện pháp để bà con làm cho vườn bơ của mình đạt hầu như là đạt hiệu quả cao. Không phải là lúc nào bà con có thể đưa cho mình một ý kiến là riêng và hoặc là theo quan điểm của người khác. Thì clip mình quay sẽ là phương pháp mà cho bà con tham khảo, và có thể bà con thấy đúng và hợp lý thì bà con có thể là áp dụng vào, để tránh tình trạng một số bà con chúng ta sẽ làm sai quy trình và không đúng quy trình, thì dẫn đến những tình trạng mà hoa bơ chúng ta sẽ không đạt hiệu quả và năng suất cao. Thì một lần nữa mình nhắc lại bà con là giai đoạn này bà con tất cả các vùng ở năm tỉnh Tây Nguyên bà con phun chặn đọt ở giai đoạn thứ nhất rồi. Thì để tránh tình trạng là gần đây có những cơn bão số 8 và số 9 á, thì dẫn đến tình trạng đọt nó sẽ vẫn đi tiếp và cây vẫn thừa nước và phát đọt liên tục, thì dẫn đến tình trạng làm hoa sẽ bị trễ hơn. Nên qua đó bà con có thể cân nhắc cho mình là vấn đề phun chặn đọt đã đúng thời điểm rồi, giai đoạn thứ nhất. Thì tùy vào vườn thì có vườn phun 3 lần, có vườn phun 2 lần, có vườn phun cũng 1 lần chặn đọt. Thì đó là tùy vào vườn của mỗi bà con chúng ta. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video bên trái cây thơm mùa lắc, thì mình sẽ thông báo từng giai đoạn. Thì giai đoạn này giai đoạn đầu tiên cũng là giai đoạn quan trọng nhất. Ở clip trước mình đã quay giai đoạn bón phân rồi, thì tới clip này là giai đoạn chặn đọt. Thì vào những giai đoạn chặn đọt này bà con có thể là phun côn trùng chết thúc luôn. Xin cảm ơn bà con ạ.